nào để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Hoàng Mai và các bạn huấn luyện viên trong hội aerobic thành phố sẽ cùng tập với các bạn bài tập aerobic kết hợp với ghế. Đặc biệt với bài tập này, các bạn nhân viên văn phòng có thể tranh thủ nghỉ trưa và tập luyện. Nào bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu bước vào buổi tập. Tay vươn cao, hít sâu. Hạ xuống thở nhẹ lần nữa, tay vươn cao. Tay ra trước kéo căng cơ lưng. Tay ra sau kéo căng cơ vai. Ép đường qua phải. Đổi bên. Ép tay trái qua gối. Đổi bên. Hai tay chạm đất. Lên từ từ. Dành chân tại chỗ. Bắt đầu.
kiếm ra tàu. Đối bên tay phải ra chiêu kéo căng cơ. Đối bên bước thả lỏng, bốn bước trước, bốn bước ngang. Trước, 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 căng ngang. Ra trước, phải, trái, căng ngang. Cha cha ba nhịp bắt đầu. Phải, trái, phải, cha cha cha. Qua phải kéo căng cơ. Đối bên xoay người qua phải bằng người như thép màu. Đối bên bước thả lỏng, bốn bước phải trái phải căng nhẹ. Ra trước phải trái phải căng nhẹ. Phải kéo căng cơ. Mũi chân phải kéo căng cơ đùi sau. Đối bên ôm gối trái kéo căng cơ đùi. Duỗi chân trái kéo căng cơ đùi. Thả lỏng bốn nhịp. Trái, phải, trái, căng nhẹ. Ra trước. Cổ sang phải. Đối bên nghiêng sang trái kéo căng cơ cổ. Tay lên nước cầm lên cao. Tay cơ gái gặp cổ trước. Chân ra trước bốn nhịp. Duỗi chân phải kéo căng cơ đùi sau. Đối bên duỗi chân ra kéo căng cơ đùi. Bốn nhịp trước. Một, hai, ba. Đổi sang ngang. Ra trước. Sang ngang. Phải, trái. Phải cha cha ba nhịp bắt đầu. Một, hai, ba, cha cha cha. Chân trái, chân phải, chân trái. Tiếp tục. Ép vai trái.
hay quá à. Đối bên, hai tay chạm đất, thả lỏng cơ cổ, lên từ từ, hai tay vươn cao, lần nữa hít sâu, ôm sát gối, kéo căng cơ lưng, tay vươn cao, hít sâu, hạ xuống, ôm sát gối, kéo căng cơ lưng, tay vươn cao. Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc xong bài tập aerobic kết hợp với ghế. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại.